Ngoài ngân hà bao la rộng lớn xuất hiện một chiếc tàu bí ẩn, nó thả một khoang hạ cánh xuống quỹ đạo trái đất. Cùng diễn biến tại khu rừng nguyên sinh Nam Mỹ, ở đây xuất hiện một nhóm lính đánh thuê cơ bắp tinh nhuệ. Thủ lĩnh bọn chúng tên Dutch, họ đến đây để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, giải cứu con tin bị bắt cóc bởi du kích địa phương. Trong số đó, người bạn thân là Dylan đã lâu không gặp nhau, họ kiếm chuyện với nhau bằng cách xem ai có con chuột trâu hơn. Kết quả đã rõ ràng. Lúc sau, Dylan cùng nhóm của Dutch vào rừng rậm. Trong số đó có người tên Billy, một người am hiểu rõ mồn một về rừng Nam Mỹ. Trong lúc thu thập nước bằng cách cắt dây leo, anh bất ngờ ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Billy tiến lên và tách lá ra, anh thấy ba thi thể bị lột da treo ngược trên cành cây. Billy như chết lặng khi biết tư thế quân nhân trên bọn họ, đây có thể là đội tìm kiếm do quân đội cử đi. Vỏ đạn rải rác khắp mặt đất cho thấy họ đã bắn lung tung trước khi chết. Điều kỳ lạ là xung quanh hoàn toàn không có dấu vết của kẻ địch, chính nó đã khiến mọi người cảnh giác hơn. Các thành viên rút súng máy Gatling ra sẵn sàng, cơ mà họ không biết trong rừng có một sinh vật bí ẩn, nó đang dõi theo nhất cử nhất động của họ thông qua nhiệt kế hồng ngoại. Vượt qua rừng rậm, cuối cùng họ cũng tìm thấy căn cứ của du kích. Dutch lập tức bắt đầu triển khai kế hoạch tác chiến. Đội của anh toàn những lính đánh thuê tinh nhuệ nhiều năm chinh chiến, những kẻ du kích này không phải đối thủ. Sau khi âm thầm tiêu diệt hết các cảnh giới xung quanh, Dutch lèn vào trại, vung dao chặt đứt dây cố của bánh xe nước, không quên đặt một quả bom hẹn giờ. Dutch tay không nhấc chiếc xe tải 10 tấn, cho xe lao thẳng vào trung tâm đối phương và bấm nút kích hoạt bom, trực tiếp phá hủy kho vũ khí của địch. Chờ thời gian bọn chúng bối rối và hoảng loạn, tất cả thành viên ngay lập tức phát động tấn công. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ du kích vài chục người đã bị đánh bại hoàn toàn. Khi Dutch tìm kiếm con tin, anh có cảm giác ai đó đang tới gần mình, không chần chừ anh quay lại hạ gục đối phương. Ú oa dám ăn trong giờ văn, cóc xoài mắm tôm, ôi trời phụ nữ. Phía bên kia đồng đội lục soát cả trại, nói không với dấu hiệu của con tin. Chỉ có vài cố vấn quân sự Soviet và nhiều tài liệu mật, cho thấy Liên Xô đang âm mưu một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Lúc này Dutch mới nhận ra họ bị lừa, điều đó khiến anh tức giận. Từ Dylan, anh biết được ba thi thể bị lột da kia chính là người của Dylan, lần này anh ấy dụ Dutch tới để nhờ anh tiêu diệt kẻ địch. Sau khi biết sự thật, Dutch tính rút lui thì Dylan nói, còn cô gái xinh đẹp kia thì sao, cậu nhẫn tâm để người phụ nữ đó một mình à? Khi tiến sâu vào rừng, Dutch được ngột ra lệnh dừng lại, Billy cũng cảm thấy nguy hiểm, giác quan thứ 6 cho biết có thứ gì đó phía trước. Anna bất ngờ vùng dậy định trốn thoát, ngay sau đó bị một thành viên đeo kính bắt lại. Chính lúc người đàn ông sơ hở, sinh vật bí ẩn kia xuất hiện. Một sinh vật vô hình đột ngột lao tới hạ ngay người đàn ông. Chờ mọi người chạy tới, họ chỉ thấy Anna co do hoảng sợ. Cả đám lần theo vết máu nhưng không tìm thấy gì khác, hỏi Anna thì cô ấy nói bị tấn công bởi thứ vô hình. Đám người Dutch cảm thấy vô lý, chúng tôi đàn ông trai trắng cả rồi, không dễ bị lừa. Họ tìm kiếm dấu vết đồng đội, nào biết mình đã rơi vào móng vuốt của sinh vật bí ẩn kia. Bên này một người đàn ông bị hạ bởi một tia laser, lên gần anh ta nhất nên chạy tới nơi phát ra tiếng động. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ, không tin đối phương là người vô hình. Nhận dạng được qua gặp mắt của nó, lên lập tức nổ súng. Nghe tiếng súng, các thành viên khác cũng chạy tới bắn vào vị trí Blaine. Blaine còn rút súng máy Gatling ra bắn loạn xạ không suy nghĩ, cho đến khi hết đạn mới dừng lại. Xung quanh giờ đã tan hoang, nhưng vẫn không thấy dấu vết của kẻ địch. Họ không hiểu nổi, sinh vật gì có thể nhanh đến vậy, có thể sống sót sau cơn mưa đạn như thế. Thấy tình hình không ổn, Dutch bảo Dylan liên lạc quân đội điều trực thăng tới giải cứu. Chỉ có Anna phát hiện một vệt máu phát quang trên lá cây, nhưng cô chọn im lặng. Tiếp đó họ giăng bẫy bom xung quanh, chờ đội tiếp viện tới. Trong khi ấy, sinh vật vô hình bị thương cuối cùng cũng lộ diện. Nó mở hộp cứu thương mang theo, bắt đầu chữa trị vết thương bằng các dụng cụ. Đầu bím tóc chính là Predator có tên Hunter. Dylan nhận được phản hồi từ quân đội, rằng vị trí của họ vẫn nằm trong vùng hỏa lực của Liên Xô, nên cần di chuyển đến nơi an toàn mới có thể giải cứu. Hết cách, họ đành ở lại nguyên chỗ và nghỉ ngơi. Đêm đó, bẫy bom bất ngờ phát nổ, một bóng đen lao về phía Blaine. Blaine rút dao đâm lung tung, khi nhận ra đó chỉ là một con heo rừng hoang dã. Mọi người vừa thở pháo thì phát hiện thi thể người đàn ông to lớn đã biến mất, rõ ràng sinh vật bí ẩn đã lấy trộm thi thể, có vẻ nó coi họ là con mồi. Mỗi thi thể là chiến lợi phẩm của đối phương, nó sẽ chỉ tấn công mục tiêu tiếp theo sau khi lấy xong chiến lợi phẩm. Trời tờ mờ sáng, họ bắt đầu dò xét xung quanh, nhưng không thấy dấu vết gì ngoài con heo rừng. Chỉ có một khả năng, đó là kẻ địch di chuyển trên cây. Vì vậy họ lại giăng bẫy thêm lần nữa, sau đó Dutch dùng mình làm mồi nhử. Quả nhiên bẫy bên cạnh anh bị kích hoạt bất ngờ. Mọi người vào tư thế xuất kích, tuy vậy lưới dây không thể ngăn nổi Predator. Nó dùng súng kích hoạt thêm một cơ cấu, khiến một thành viên bị thương nặng. Khoảnh khắc đó, Predator cuối cùng cũng lộ diện. Blaine cầm súng dí theo, đứng lại, thằng danh kia mày chạy đâu? Dylan cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối Dutch, bảo anh dẫn các thành viên rút lui trước, còn mình sẽ trợ giúp Blaine.
nhanh chóng cặp đôi phát hiện Predator đang ẩn nấp trên cây. Hai người quyết định tấn công hai bên. Khi Blaine tiến tới từ dưới đất, ba chấm đỏ bất ngờ xuất hiện trên cánh tay, rồi chuyển lên đầu anh. Kế tiếp Predator bắn nổ đầu anh. Hóa ra, Predator đã phát hiện ra họ từ lâu nhờ công nghệ nhiệt ảnh. Dylan đối đầu trực diện với Predator. Dylan khích lệ bản thân bằng tiếng hét, thể hiện sự quả cảm của đàn ông, vứt bỏ vũ khí, cởi áo khoác ra và rút con dao dài 40cm. Có vẻ anh thách thức sai người, cái kết của việc làm màu. Predator nhanh chóng đuổi kịp nhóm của Anna. Dutch phát hiện bóng dáng Predator, anh cầm súng máy bắn loạn xạ để Anna chạy trước, rồi tự mình chạy ngược hướng để thu hút sự chú ý của Predator. Hunter không vội tấn công, hắn rất thích thú với trò vờn chuột, nuốt chửng nỗi sợ đối phương là điều hắn muốn. Dutch vô tình bước hụt khiến anh ngã xuống thác nước, may dưới chân là hồ nước sâu, anh bơi vào bờ tường đã thoát khỏi sự truy lùng. Ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng động lớn làm anh giật bắn mình. Lúc này Dutch không còn vũ khí, chỉ biết trốn dưới gốc cây run như cầy sấy. Predator nhô lên từ dưới nước, áo giáp tàng hình của nó bị hỏng khi tiếp xúc nước, nó bắt đầu tìm kiếm theo dấu vết của Dutch. Anh không dám thở mạnh, tưởng mình chắc chắn sẽ chết, không biết hên hay là hên mà hắn không thấy. Đột nhiên nó phát hiện ra điều gì đó, bắn vào thân cây, tạo ra tia lửa bay tứ tung nhưng Dutch vẫn hoàn toàn bất động. Predator nghĩ đó chỉ là con sóc nên bực tức bỏ đi. Hóa ra thị lực của Predator bị khiếm khuyết, chúng chỉ có thể phát hiện con mồi qua nhiệt độ cơ thể. Lớp bùn trên người che đi nhiệt độ đã cứu sống Dutch một cách vô thức. Phát hiện điểm yếu của Predator, Dutch chuẩn bị phản công, anh chọn một nơi và răng bẫy cầu kỳ. Chỉ cần dụ Predator tới đây là có thể tiêu diệt nó. Trong khi đó, Predator đang kiểm đếm chiến lợi phẩm của mình. Nó yêu thích hộp sọ của Billy nhất, bởi thái độ của Billy trước khi chết khiến nó tôn trọng. Đêm xuống, Dutch làm một cây cung từ gỗ, sức mạnh đủ để bắn xuyên thân cây. Rồi anh tháo hai quả lựu đạn còn lại, dùng thuốc nổ làm lựu đạn tự chế. Sau đó Dutch hóa lớp bùn dày lên người. Mọi thứ sẵn sàng, anh châm lửa rồi lao vào rừng, cất lên giọng ca bò giống. Để chắc Predator tìm được chỗ này, anh lại đốt thêm đống lửa. Rồi leo lên cây ẩn nấp. Quái lạ sao tối đêm rồi tiếng gà còn gáy. Predator thử đi tới âm thanh điều tra. Trùng hợp thay, Predator cũng leo lên cây Dutch phục kích. Đây là vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Dutch không dám cử động, anh thừa cơ nhảy sang cây bên kia. Predator cảm nhận được bất thường, nhưng quét tia hồng ngoại xung quanh vẫn không phát hiện gì. Sau khi chắc chắn an toàn, nó tiến đến bên đống lửa. Trong ánh lửa, hình dáng Predator hiện rõ. Dutch bắn mũi tên chứa lựu đạn, vụ nổ phá hủy thiết bị ngụy trang của Predator. Predator bắn trả về phía nguồn phát súng khiến Dutch bị bắn rơi xuống. Nước đi này hơi sai, Dutch vác giò lên cổ chạy. Anh ẩn vào sau một tảng đá lớn, Dutch ném một hòn đá sang bên kia để đánh lạc hướng. Nghe tiếng động tấn công từ Predator, Dutch nắm được phản ứng quăng một mũi lao buộc lựu đạn làm Predator bị thương, anh đuổi theo vết máu. Ai mà ngờ được Predator phục kích, nó đã tính trước và dụ Dutch vào vùng tấn công của mình. Dutch nhận ra ý định của nó, lặng lẽ kích hoạt quả lựu đạn cuối cùng trên người, ném về phía đối phương sau đó nhảy xuống nước. Mặc dù thoát chết, nhưng lớp bùn trên người cũng bị rửa sạch, anh vừa leo lên bờ thì bị Predator đè xuống đất. Thế nhưng nó không trừ khử anh mà cẩn thận quan sát con mồi trước mặt. Dòng tộc Predator sống để săn bắn, chúng coi việc đánh bại đối thủ mạnh là vinh dự. Khi gặp đối thủ xứng đáng, chúng sẽ cởi bỏ vũ khí và trang bị cả đời để đấu một trận chân chính. Nó cởi bỏ lớp mặt nạ cuối cùng, để lộ ngũ quan tuấn tú sắc sảo, vẻ đẹp độc lạ đó dễ dàng thu hút. Không có thời gian nghĩ tới điều này, nhớ lời mẹ dặn mê trai là khổ nên Dutch vơ lấy một cây gậy gỗ tấn công, nhưng hoàn toàn vô dụng. Thể xác con người không thể so sánh với Predator. Trong sự chênh lệch về sức mạnh, Dutch bị áp đảo hoàn toàn, không có khả năng chống trả. Predator theo sau xem con mồi của mình vùng vẫy trong tuyệt vọng, chúng có vẻ rất thích thú cảm giác này. Nhưng nó không biết, mình đang lọt sâu vào bẫy mà Dutch răng sẵn. Đúng lúc Predator sắp thu thập chiến lợi phẩm, giác quan thứ 6 nhạy bén khiến nó cảm nhận được điều gì đó. Mày nhìn cái gì đây? Ra đây đấu một đi. Mày tưởng tao sợ mày à? Mày đánh tao đi, ra đây đấu một đối một đi. Kế khiêu khích của Dutch vô dụng. Predator vòng qua tấn công từ hướng khác, cơ mà nó không biết Dutch cũng răng bẫy ở đây. Nó vô tình dẫm trúng cơ cấu khiến khối gỗ khổng lồ giáng xuống đầu Predator. Dutch đánh trúng mục tiêu khiến Predator bị thương nặng. Dutch tiến lên tính kết liễu nó. Ngay lúc đó, Predator nhàn nhã bấm bấm gì đó, rõ ràng là thiết bị tự hủy của nó. Predator không bao giờ để thi thể của mình trở thành chiến lợi phẩm của kẻ khác. Vụ nổ dữ dội thiêu rụi nửa khu rừng, Dutch nhảy xuống hố thoát chết trong gang tấc, trở thành huyền thoại sống sót. Cuối cùng Anna và Dutch được máy bay trực thăng quân đội cứu khỏi khu rừng. Thoáng cái đã tới năm 1997, Los Angeles khi này là thành phố hình thành nhiều băng đảng trái phép. Công khai cầm súng bắn nhau với cảnh sát, chúng dễ dàng áp đảo với hỏa lực hùng hồn. Lúc này một người mặc áo vàng xuất hiện, đó là Trung úy Mike. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cục diện lập tức thay đổi, băng đảng bị đẩy lùi.
Tên cầm đầu dự định rút về hang ổ để thu nhận vũ khí lợi hại hơn. Điều hắn không ngờ, đột nhiên kính trần nhà vỡ vụn rồi căn cứ bị san bằng ngay lập tức. Mike vừa hay xông tới căn cứ đối phương, không rõ nguyên nhân vì sao tên cầm đầu điên cuồng nổ súng loạn xạ. Không rõ sống chết, Mike nhanh chân đuổi theo. Tưởng chừng hắn không còn đường thoát, sắp bị bắt về ăn cơm nhà nước, nhưng hắn không quan tâm, cứ nhìn xung quanh tìm kiếm. Bỗng hắn nhìn thấy một vùng mờ ảo trước mắt, hoảng hốt nâng súng xả đạn liên miên. Mike thấy vậy cũng buộc phải bóp cò, hạ hắn ngay trong tức khắc. Chưa kịp thắc mắc vì sao tên đó không để ý mình, thì Mike cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, quay lại chỉ thấy bóng mờ rồi mất hút. Cứ nghĩ đó là ảo ảnh do ảo ảnh nên không để ý. Mike quay lại căn cứ đối phương, trước mắt chỉ thấy tất cả bị hạ không thương tiếc, còn có người bị treo ngược trên trần. Khó hiểu cảnh tượng trước mắt, ở lại không để làm gì nên ông quay về trụ sở. Mike lại nhận tin, vụ án này sẽ do điều tra viên Peter của sở liên bang đảm nhiệm, yêu cầu Mike hợp tác cùng. Do sức ép từ cấp trên nên ông miễn cưỡng chấp nhận, chứ làm gì còn lựa chọn khác. Ông đành chấp nhận. Một vụ chưa dứt thì vụ khác lại xảy ra. Đêm hôm đó, một băng đảng Jamaica tên Voodoo định thanh toán băng đảng lớn nhất địa phương, rồi chiếm lĩnh địa bàn. Khi chúng đang vui vẻ thì bỗng xuất hiện ba chấm đỏ trên ngực một tên đàn em, anh ta bị hạ gục ngay tức khắc. Cuộc công kích đột ngột khiến bọn chúng hoảng sợ, chúng nhắm mắt bắn loạn cả lên, xác suất bắn trúng thứ gì đó rất nhỏ. Khi bọn chúng ngừng bắn, bỗng xuất hiện một khẩu súng trong không trung, rồi bắn ra một cái lưới sắt. Một tên đàn em bị siết chặt đến hẹo, tiếp theo là phi tiêu bay tới bọn chúng. Trước sự vô hình của chiến binh Predator, băng đảng này không có sự chống cự nào, toàn bộ nhanh chóng bị tiêu diệt. Không lâu sau, Mike cùng cảnh sát tới thấy tất cả đều bị lột da, treo ngược lên trần nhà. Trên cửa thông gió còn để một cái phi tiêu. Không lâu sau, điều tra viên Peter của FBI cũng tới, nói vụ này thuộc thẩm quyền của anh ta, rồi đuổi Mike đi. Ông rất tức giận bảo trợ lý ở lại hiện trường, sau khi họ đi hết thì lén vào bên trong để lục lọi manh mối. Sau thời gian ngắn, cuối cùng Jerry cũng tìm thấy, anh lấy cây phi tiêu từ ống thông gió ra. Đang quan sát kỹ bỗng có tiếng động phía sau, Jerry hoảng sợ tới nỗi vấp ngã. Theo phản xạ tự nhiên, anh vô tình nắm được cái gì đó trong không trung, điều này khiến Jerry sững cổ rơi xuống. Nhưng bàn tay vô hình kia đã kéo anh lên lại, kết quả cũng như những người trước đó. Hôm sau, Mike tìm thấy cây phi tiêu trong xác trợ lý, ông mang đi phân tích thì phát hiện cây phi tiêu như vậy lại rất nhẹ, cơ mà hình thể nó rất cứng và sắc. Khi phân tích chất liệu cho thấy thành phần hoàn toàn không phải của trái đất, điều này khiến Mike càng thêm bối rối. Ông đành tìm gặp tên trùm Voodoo, với hy vọng có thể lấy thông tin từ hắn. Tuy là trùm băng đảng nhưng rất thầy bói, thế quái nào phép chiêm tinh của hắn chính xác không ngờ, nhờ đó mà hắn thống trị giới giang hồ nhiều năm. Theo lời tiên đoán, thủ phạm đằng sau là từ một thế giới khác, dấu vết của nó không thể lần ra trừ khi nó tự xuất hiện. Mike nghĩ hắn ăn nói xà lơ, ông không đủ kiên nhẫn nghe hắn lèm bèm liền lập tức rời đi. Chờ Mike rời đi, bỗng có thứ gì từ trên trời rơi xuống. Tên trùm nhận định vận mệnh mình có điểm xấu, tưởng là trời phạt vì dám tiết lộ thiên cơ, nhưng thực chất là các Predator muốn trừ khử hắn vì tội nói nhiều. Tên trùm rút vũ khí ra để chiến đấu, tuy vậy cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Predator khâm phục lòng dũng cảm của hắn. Sau khi hạ hắn xong, Predator treo hộp sọ hắn lên làm chiến lợi phẩm. Lúc này trên đường về nhà Mike xảy ra vụ va chạm, ông bị bắt lên xe tải khác. Điều tra viên Peter xuất hiện tiết lộ sự thật về các vụ án gần đây là do người ngoài hành tinh gây ra, kẻ ngoài hành tinh này từng đến trái đất cách đây 10 năm. Khi đó đội lính đánh thuê mạnh nhất trái đất đã đối đầu trực tiếp với nó. Sau trận chiến ác liệt, mặc dù chiến thắng nhưng chỉ còn một người sống sót, đó là đội trưởng Dutch. Thông tin ấy, họ biết về công nghệ tiên tiến của chủng tộc Predator, nếu bắt sống được chúng, chắc chắn có được những công nghệ đột phá đó. Các Predator có điểm yếu chết người, nó chỉ phát hiện mục tiêu bằng nhiệt độ cơ thể, điều này cho họ cách ứng phó dễ hơn khi đối mặt với Predator. Đó là mặc bộ đồ cách nhiệt và giải bột làm mất tính năng tàng hình của Predator, dùng nitơ lỏng để đóng băng và bắt sống. Sau mấy ngày điều tra, họ phát hiện sát thủ đến lò mổ gần đó, cách 2 ngày một tuần sẽ đến lần để nạp năng lượng. Giờ họ phục kích khắp nơi quanh lò mổ, chỉ chờ con mồi cắn câu. Không lâu sau, đúng như dự đoán, Predator đã xuất hiện, mặc dù không thấy tín hiệu nhiệt nhưng Predator ngay lập tức phát hiện điều bất thường. Nó bắt đầu chuyển đổi chế độ quét từ nhiệt đến tất cả các chế độ, cho đến khi chuyển sang chế độ cảm biến ánh sáng, con người lập tức lộ diện. Thế là kẻ đi săn lại thành con mồi. Predator lao xuống từ trên cao, cầm thương tung hoành như được mùa. Để bắt sống Predator, đội đặc nhiệm không dùng vũ khí mạnh mà chỉ phun súng đông lạnh liên tục. Cơ mà điều đó không đe dọa được Predator, chẳng mấy chốc đội đặc nhiệm gần như bị diệt sạch. Nhận thấy tình hình xấu, Mike liền mặc áo chống đạn, còn đeo thêm một tấm thép trước ngực. Trang bị vũ khí xong, ông xông vào cứu người, một phát súng đã phá tung cửa lò mổ. Predator thấy đối phương hỏa lực mạnh nên kích hoạt chế độ tàng hình, vụ nổ vô tình kích hoạt hệ thống chữa cháy, lượng nước lớn làm áo giáp tàng hình bị hư hỏng nặng. Vì điều kiện khí hậu của quê hương Predator rất khô cằn,
Nước đối với họ như vàng và bạc, nó rất hiếm nên thiết bị không thể chống nước. Sau khi mất khả năng tàng hình, Predator bị Mike phát hiện, anh bắn liên hồi bằng khẩu sát gun khiến Predator không chịu nổi. Sau khi đánh trọng thương, Mike lột mặt nạ của Predator ra. Hôn chưa chết, đã vậy còn tự xưng mình là hoa khôi. Mike chưa kịp phản ứng thì bị Hôn nắm lấy rồi ném ra xa. Nó đập vỡ súng của ông, mặt thầm hầm đầy sát khí tiến gần Mike. Lúc này Peter chưa chết đột nhiên lao ra, thù hận càng lớn vì Hôn đã hạ hầu như hết đội quân của mình. Lúc này Hôn rút ra một cái đĩa bay, chỗ nào đi qua đều bị chặt đứt làm đôi. Sự vượt trội của vũ khí là điều đương nhiên, Peter cũng không thoát được, cuối cùng cũng xanh cỏ cùng với đội. Thấy không thể chống lại nên Mike chạy lên sân thượng, phía sau con quỷ cái kia vẫn nhất quyết đuổi theo. Nó còn trang bị bộ lọc không khí, rõ ràng khí hậu trái đất khiến chúng khó thở. Khi chuẩn bị rút lui để hồi phục, Mike bất ngờ lao đến tấn công, cuối cùng nó kết thúc sự sống, nhưng cả hai lại bị kẹt lại. Hôn nắm chặt cánh tay Mike, sức lực của nó cũng dần yếu đi theo thời gian. Dưới sự khiêu khích của Mike, nó liền kích hoạt thiết bị tự hủy. Mike thấy vậy vội vàng rút đĩa bay trên tường ra chém thiết bị, cắt luôn cánh tay của Hôn. Nó nán cố giảm tốc rơi, cuối cùng nắm được một ống nước, rồi rớt xuống nhà vệ sinh tòa nhà bên cạnh. Hôn đập vỡ tường tay không, mò một mớ gạch vụn rồi lấy bộ dụng cụ y tế mang theo, đổ một chai chất lỏng bí ẩn lên gạch. Hai thứ phản ứng bốc cháy tạo ra ngọn lửa xanh, Hôn dùng kết quả thu được bôi lên miệng vết thương, đớn tới nỗi như gà bị đưa lên thớt. Xử lý vết thương do đạn bắn xong, Hôn tiêm cho mình một mũi adrenaline, lập tức được kích thích hưng phấn. Hôn hồi phục hoàn toàn, dùng sức mạnh phá tan nhà nát cửa, lúc đó Mike vừa hay leo trèo sang nhà vệ sinh chỗ Hôn, hỏi bà lão mặt mày tái mét liền đuổi theo dấu vết Hôn. Đến đường hầm cống, Mike lỡ trượt chân, ấy thế là phát hiện ra hang ổ của Predator. Dưới đó là một chiếc tàu vũ trụ của bọn chúng, trên vách tàu khắc hình vẽ bí ẩn, sâu trong có nhiều hộp sọ sinh vật, thành phần gồm khủng long, người và rất nhiều sinh vật lạ khác. Tộc Predator săn bắt sinh vật mạnh để làm lễ trưởng thành, đánh bại người mạnh nhất là vượt qua thử thách trưởng thành. Bất ngờ, phía sau có lưới kim loại tấn công Mike, chúng quấn chặt ông lại. Cái đĩa bay trôm được từ Hôn đã được sử dụng. Thoáng cái Hôn xuất hiện, nó bước lên chiến đấu với Mike. Sức mạnh vượt trội, tuy Mike sử dụng đĩa bay cũng không thể địch nổi Hôn. Thời khắc Predator chuẩn bị giáng cú chí mạng, Mike nhanh trí đâm đĩa bay vào ngực Hôn. Lý mà nói đòn tấn công này chẳng là gì so với nó, tuy nhiên để phe ác thắng sẽ bất lợi cho thị trấn, cái gì cũng tới tay đạo diễn. Hồi quang phản chiếu, nó từ khỏe mạnh cái lăn đùng ra hẹo. Chưa kịp thở phào, xung quanh Mike xuất hiện nhiều chiến binh Predator khác, hóa ra chúng đã ẩn nấp xung quanh từ trước đóng vai khán giả. Mike nhìn nhận bốn phía đều là Predator. Ông biết mình khó tránh khỏi nên buông xuôi. Ngạc nhiên là bọn chúng không hề tấn công mà chỉ vác xác Hôn rồi bỏ đi. Điều này khiến Mike ngơ ngác. Lúc này trưởng lão Predator tặng ông khẩu súng coi như khen thưởng, bên trên còn khắc số 1715. Đó là nền văn hóa tôn sùng chiến binh của tộc Predator, thắng làm vua, thua làm giặc không oán trách. Sau đó toàn bộ tàu rung chuyển mạnh. Mike nhận ra tàu sắp rời trái đất, ông vội vàng rời khỏi đó. Sau khi các Predator rời đi, Mike theo đường tàu để ra khỏi nơi này. Phần 3. Nam chính vừa tỉnh giấc đã nhận thấy mình đang nhảy dù với độ cao 10.000 mét, thử hỏi không sợ mới lạ. Royce bình tĩnh hạ cánh, anh phát hiện nơi đây là một cánh rừng nguyên sinh. May quá không cô đơn mà còn những dân chơi khác. Danh tính của 8 người này rất đặc biệt. Han do sát thủ bang xã hội đen, trùm Mai Thúy Mexico có dâu. Nicholas một người lính đặc biệt của lực lượng chống khủng bố của Nga. Lính bắn tỉa phòng thủ Isabel và một tên siêu tội phạm bị truy nã, thủ lĩnh phiến quân da đen, anh hùng lính đánh thuê thiện chiến Royce. Người cuối cùng là một bác sĩ gầy gò trông rất vô hại. Không rõ lý do gì, anh chàng này bị treo ngược trên cây. Một vài người dành thời gian trao đổi, họ đều có điểm chung là hôn mê khi tỉnh dậy giữa không trung và rơi xuống đây. Việc khẩn cấp lúc này là thành lập một đội rời khỏi đây trước. Royce đề nghị lên một nơi cao hơn để nhìn rõ địa hình. Trên đường đi, Nicholas nhìn thấy một loại cây có hình dáng kỳ lạ. Vì tò mò nên đưa tay ra kiểm tra, may thay anh bác sĩ đã ngăn lại, lấy con dao mổ mang theo bên mình ra và gãi nhẹ. Nói với Nicholas rằng đây là một loại cây đâu có chất độc gây liệt thần kinh. Isabel đâm một chiếc kim sắt lên chiếc lá, lạ thay chiếc lá nổi trên mặt nước và cứ quay tròn. Rất rõ từ trường ở đây ngược lại với bình thường. Tiếp tục đi, họ tìm thấy một tấm bạt sâu trong rừng, mở ra bên trong trống rỗng, có những tấm da bị lột của những sinh vật chưa biết tên. Có lẽ không chỉ con người vào đây, vì có rất nhiều lồng sắt. Ngay sau đó anh da đen cảm thấy sống lưng, cảm thấy có điều gì đó khủng khiếp đang nhắm vào họ. Chờ Isabel trấn an mới bình tĩnh chút, nào biết con quái vật đang rình rập. Chẳng bao lâu họ đã tới đỉnh núi, cảnh tượng đập vào mắt không thể tin được, bầu trời xanh và mây trắng chỉ có trong tưởng tượng, một hành tinh khổng lồ lù lù ngay trước mặt. Rõ ràng, đây không phải là trái đất. Bây giờ ai đã bắt họ không quan trọng, điều cần làm là làm sao để rời khỏi hành tinh này. Khoảnh khắc bối rối không biết làm gì, bỗng dưng gần đó có tiếng động lạ, mọi người đề cao cảnh giác.
từ bụi lòi ra một sinh vật lạ trên bãi cỏ chạy với tốc độ gió, nhưng khi nhìn kỹ lại, đó là một chú chó ngoài hành tinh có gai xương khắp cơ thể. Mọi người xả đạn liên tục, cơ mà con này không hề bỏ cuộc, đạn với nó không có tác dụng. Một nhóm quái vật khác cũng lao ra từ phía sau, những con quái vật này rất mạnh, nếu không đánh vào đầu hoặc cho nổ tung thì sẽ không thể trừ khử được nó. Sau đó một con nhắm vào anh chàng bác sĩ, may mắn Isabel dùng súng bắn tỉa để bắn trúng đầu nó. Tiếng động đó gây sự chú ý của con quái vật, chúng dùng súng nã đạn. Vào lúc này cô vội vàng đổi sang súng lục, nhưng cú bắn trượt đã không diệt được con quái vật. Isabel tuyệt vọng, có ý định tự tử. Một tiếng còi kỳ lạ vang lên từ đâu đó, nó chợt quay lại rồi đi. Sau đó mọi người mới giữ lại được cái mạng. Royce đột nhiên có một suy luận, những con quái vật này rõ ràng được điều khiển bởi ai đó. Có người sử dụng nơi này làm nơi săn bắn, bây giờ tất cả đều là con mồi, người đứng sau đã đám thợ săn này, để quan sát sức mạnh chiến đấu của tất cả bọn họ một lần. Khi họ định thần lại bỗng phát hiện trong đội còn thiếu một người. Lúc này phía sau vang lên một tiếng kêu cứu yếu ớt, mọi người chạy qua đám cỏ dài, nhìn thấy đồng đội của mình trước mặt đó là ông chủ Mai Thúy. Anh ta đang ngồi đó bất động, không ngừng hét lên cứu với trông rất kỳ lạ. Royce kinh nghiệm đầy mình nhặt một hòn đá lên ném tới. Hòn đá lập tức vỡ tan, quả nhiên là lừa đảo. Royce quyết định bỏ qua ông chủ Mai Túy không rõ sống chết. Giải cứu vội vàng có thể dẫn đến việc toàn đội bị tiêu diệt. Vì không muốn chủ Mai Túy đau đớn, Isabel đã kết liễu ông ta trước khi rời đi. Không ngờ tiếng kêu cứu vẫn không dứt, xem ra đây quả thực là một cái bẫy do người đứng sau răng ra. Royce tìm thấy dấu chân của con quái vật để lại trên mặt đất, nếu lần theo những dấu chân này thì chắc chắn sẽ tìm thấy đồn địch. Bây giờ địch tối ta sáng, nếu không chủ động chỉ có đường chờ chết. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, họ lần theo dấu chân và tìm thấy trại của Predator. Có thể thấy ở đây, tất cả các loại sinh vật đều bị treo ngược và bị loại bỏ da và xương, trong số đó còn có hộp sọ của Predator. Lúc này họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, một chiến binh lởm chởm bị trói vào một cái cây không rõ sống chết. Nhìn nhận họ vẫn không thể suy ra đây là sinh vật gì. Đúng lúc mọi người đang bối rối, Royce lặng lẽ rời đội. Lính đặc chủng vì muốn xác minh sống chết của nó, họ đã dùng vũ khí chọc vào. Lập tức Predator mở mắt khiến mọi người giật mình. Điều đáng sợ vẫn chưa đến, cơ thể của anh da đen bất ngờ bị giáo đâm xuyên qua. Royce lao ra từ phía trại, hóa ra anh đã nhìn thấy manh mối ở đây. Đến dấu chân đó, cũng là những cái bẫy mà kẻ thù cố tình để lại để dụ họ tới. Quả như mong đợi, từ giữa trại anh nhìn thấy một đôi mắt rực sáng. Có vẻ như kẻ địch cũng có khả năng tàng hình. Anh hét lên kêu đồng đội rút lui. Khi lính đặc chủng thấy vậy đã dùng súng hạng nặng che chắn cho mọi người rút lui. Giây tiếp theo, Predator vô hình đã bắn một phát pháo, vũ khí của anh liền tan thành tro bụi. Một số người không dám chậm trễ, họ chạy điên cuồng không ngoảnh mặt. Không còn đường lui, bắt buộc mọi người nhảy xuống thác nước để trốn thoát. Lúc này, Predator ẩn náu trong bóng tối cuối cùng cũng lộ diện, chúng là ba anh em, mặt voi, mặt sư tử và mặt đại bàng. Bên kia sau một hồi nghỉ ngơi, Royce và những người khác đã nghĩ ra một kế hoạch mới. Họ để anh chàng bác sĩ có khả năng chiến đấu yếu nhất dùng làm mồi nhử Predator. Họ nào biết Predator không ấn tượng bởi điều đó, chúng chỉ cần một sinh vật trên vũ trụ chưa thấy trước đây. Vậy ai đã diệt con quái vật đó? Lúc này một bóng người từ từ xuất hiện phía sau Royce. Một người trông giống như một chiến binh dũng mãnh, nhưng lại không diệt anh ta, thay vào đó đã tháo mặt nạ ra. Đây thực chất là một con người, mọi người đều sốc trước cảnh tượng này. Người đàn ông tiết lộ tên là Nolan, cũng giống như họ anh ta bị những kẻ Predator ném xuống hành tinh này. Khả năng sinh tồn thượng thừa nên anh ta sống sót sau hồi chuông tử thần, nếu muốn sống thì đi theo. Đây là một con tàu vũ trụ bị hỏng, anh ta sử dụng con tàu vũ trụ này làm nơi định cư của riêng mình. Nhiều loại vũ khí đã được thu thập ở đây. Hanzo cũng tìm thấy một thanh kiếm Samurai. Nolan bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo, nói rằng anh ta đã nhìn thấy hai chủng loại Predator ở đây. Có sự khác biệt nhỏ về ngoại hình và hình dáng cơ thể. Giống như sự khác biệt giữa sói và chó vậy, có thể là hai gia tộc khác nhau, khi gặp nhau sẽ đánh nhau. Không đợi anh ấy có đồng hay không, Predator bị trói vào một cái cây trong rừng. Luật chơi của họ có phần giống các trận đấu xếp hạng, mỗi quý sẽ có 3 nhóm Predator tham gia xếp hạng, càng diệt nhiều càng trở nên mạnh mẽ và thứ hạng sẽ càng cao. Nolan nói anh đã sống sót được 7-8 mùa rồi. Trên thực tế anh ta thậm chí đã diệt được vài tên Predator, còn lấy trộm cả bộ trang bị. Muốn rời khỏi hành tinh này nhưng vẫn chưa tìm ra cách. Cách đó không xa có một con tàu vũ trụ bằng sắt, nhưng con người không thể lái. Lúc này Royce nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chúng ta có thể cứu được tên Predator đang bị trói, nó có thể giúp họ trở lại trái đất. Đang nói thì một làn khói dày đột ngột bay vào. Nolan nói đi ngủ đã biến mất, có vẻ như đã có âm mưu. Thực chất sống trong môi trường sống này lâu dài, tạo cho Nolan một nhân cách khác biệt. Lúc này anh phải đấu tranh tâm lý với một nhân cách khác, nếu điều này tiếp tục mọi người sẽ chết. Royce ngay lập tức bắn một phát vào vách ngăn. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của Predator ở bên ngoài.
Nolan biết địa điểm bị lộ, muốn trốn thoát nhưng vẫn bị Predator để ý. Sau đó bị nổ tung thành từng mảnh. Predator để cô đi, rõ ràng thấy kiểu thảm sát này vô nghĩa. Một số người cẩn thận tìm kiếm lối ra, bác sĩ vô tình bị tụt lại phía sau, anh ta lên tiếng xin sự giúp đỡ. Tiếng hét đó đã thu hút sự chú ý Predator, bác sĩ cảm thấy có gì đó không ổn liền đốt đốt ném vào Predator vô hình. Tưởng sắp chết ở đây, thời điểm nguy cấp, Nicholas chạy lại giải cứu anh ta. Lối ra ở ngay trước mắt, vì Nicholas ngăn cản nên Predator đổi mục tiêu. Bác sĩ thấy vậy bỏ chạy thục mạng không dám ngoái đầu lại. Tên Predator đuổi theo là mặt voi, nó tỏ ra không hài lòng với những gì vừa xảy ra. Đúng lúc định trút giận lên anh, Nicholas lấy ra hai quả lựu đạn, ý định cùng nhau bình sinh vô tận. Vào lúc biển lửa bùng lên, mọi người cũng trốn thoát, cơ mà động thái mạnh mẽ đã thu hút Predator từ nơi khác. Tội phạm bị truy nã bị đánh trực tiếp ngã xuống đất, người tới là mặt sư tử của bộ ba Predator này. Ngay khi nó chuẩn bị hạ Royce, thì tên tội phạm thương tích đầy mình lao ra ôm mặt sư tử. Royce nào đúng bởi hành động này, và lại đây không phải là lúc xúc động, anh tiếp tục dẫn đầu mọi người trốn thoát. Số phận của tội phạm bị truy nã thật thê thảm, đã bị mặt sư tử ra tay không thương tiếc. Lúc này mọi người đã trốn và chạy trên một cánh đồng trống. Tuy nhiên Han do một chiến binh Samurai đã dừng lại, anh cảm nhận được Predator đang ở phía sau. Tinh thần Samurai khiến anh cảm thấy xấu hổ khi bỏ chạy, vì thế đã quyết định ở lại cầm chân Predator, kéo dài thời gian cho người khác. Anh ấy cởi bỏ áo khoác để lộ hình xăm, rút thanh katana ra và thách thức đối phương. Những kẻ săn mồi phía đối diện cũng vô hiệu hóa các thiết bị tàng hình khi nhìn thấy điều này. Gia tộc Predator vốn hiếu chiến, không có lý do gì để từ chối một trận thách đấu tay đôi. Để công bằng, Predator sẽ không sử dụng vũ khí công nghệ cao. Bộ ba bàn bạc một hồi, người lên sàn đấu là Mặt Đại Bàng, cả hai đều có sát khí mạnh mẽ. Sau một màn chiến đấu, Mặt Đại Bàng bị Han Do hạ gục, thất bại trước con người trong cuộc đấu võ thuật thuần túy. Tuy nhiên Han Do cũng bị trọng thương, hai bên cùng ngã trên đồng cỏ xanh. Bên kia bác sĩ đang chạy trốn, anh vô tình dẫm phải cái bẫy của Predator. Royce lập tức đề nghị bỏ lại bác sĩ, nếu không cả ba người sẽ chết ở đây. Sau khi nghe xong, bác sĩ lấy ra một bức ảnh, nói mình còn có hai đứa con rất đáng yêu, cầu xin họ đừng bỏ rơi mình. Royce vẫn không thay đổi lập trường, nhưng Isabel lại mềm lòng, không thể chịu được việc bỏ lại bác sĩ. Thấy vậy Royce đành phải bỏ đi một mình, anh đến trại Predator chuẩn bị giải cứu tên Predator bị trói. Dựa vào các dấu hiệu trước đây, Royce suy đoán Predator có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ của con người. Royce đã ra điều kiện, nếu cứu hắn thì hắn phải đưa anh trở lại trái đất. Sau vài bước lấy đà, Royce giơ dao quẹt cắt đứt sợi xích trói Predator. Nhưng sau khi Predator được cứu, hắn lập tức bóp cổ anh. Sau một hồi lưỡng lự lại đặt anh xuống, Royce đã đặt cược đúng chỗ. Predator hiển nhiên hiểu ý của hắn. Hơn nữa đây là tên Predator có ơn sẽ báo đáp. Sau khi mặc trang bị của mình vào, hắn kích hoạt một tàu vũ trụ gần đó từ xa, đặt điểm đến điều hướng là trái đất. Con tàu vũ trụ ẩn giấu phía trước cũng lộ rõ hình dáng. Ngay lúc đó, mặt sư tử duy nhất còn sót lại trong ba anh em đuổi theo, hắn cũng đã bắt được Isabel và bác sĩ. Royce vội vàng chạy tới phi thuyền. Tên Predator này rõ ràng đang thách thức mặt sư tử, để trả thù dòng máu của hai chủng tộc khác nhau lại trùng hợp với nhau. Áp dụng chiến đấu cận chiến nguyên thủy nhất, bắt đầu vào trận chiến khốc liệt. Predator có chút bất lợi, nguyên nhân là do hắn bị trói và phơi nắng nhiều ngày. Ngoài ra các trang bị trên hắn liên tục bốc cháy, nhưng trong trường hợp này vẫn có thể chiến đấu qua lại với mặt sư tử. Mặt sư tử đối phó với đối phương cũng không dễ, trước đó đã đích thân trải nghiệm sức mạnh của đối thủ. Hắn quyết định không bàn chuyện võ đạo, lập tức khai pháo bắn vào Predator. Predator bị đánh tháo chạy, cuối cùng trốn đằng sau một cái cây lớn. Mặt sư tử tiến tới phía trước, nhưng không thấy bóng dáng đối phương đâu. Lúc này, Predator đột nhiên từ bên cạnh lao ra, cuối cùng vẫn không thể lật ngược tình thế cuộc chiến. Bị đói mấy ngày khiến Predator có dấu hiệu mệt mỏi. Mặt sư tử đánh hắn bằng nhiều cú húc đầu, cho đến khi trong mắt toàn là sao. Sau đó tháo mặt nạ ra, một đôi mắt đỏ tươi nhìn vào ánh sáng như khát máu. Ngoại hình rõ ràng khác biệt so với phiên bản cũ của Predator. Predator đã bị tiêu diệt bởi một thanh kiếm. Giải quyết xong một vướng mắc, mặt sư tử vội vàng chạy về phía phi thuyền đuổi khi theo Royce. Nhưng khi đến đây, tàu vũ trụ đã cất cánh. Tuy vậy hắn không vội mà nhấn nút trên cánh tay vài lần, tàu vũ trụ lập tức biến thành pháo hoa trên bầu trời. Bên khác tên bác sĩ đột nhiên rút con dao bổ ra, thứ này trước đây bị nhiễm độc tố, chỉ cần nhìn thấy máu là có thể làm tê liệt đối thủ. Isabel có vẻ sốc, không biết anh ta làm gì. Hóa ra tên bác sĩ này là một kẻ biến thái, hắn luôn thích làm điều gì đó khác biệt so với người thường. Khả năng cải trang của anh ta chính là lý do khiến Predator bắt được hắn. Vào thời khắc này, anh ta sẽ lợi dụng Isabel để lấy lòng tin của Predator, muốn trở thành tay sai Predator, trở thành kẻ chuyên diệt người trên hành tinh này. Quả nhiên tư tưởng méo mó luôn đáng sợ. Đúng vào lúc này, Royce xuất hiện từ phía sau. Anh lo lắng Isabel vẫn chưa rời đi nên có quay lại.
bác sĩ lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, quay lại với vẻ mặt vô hại. Isabel khi này bị tê liệt hoàn toàn, cô khó lòng biểu đạt hàm ý cho Royce xem. Tên bác sĩ thầm hà hê khi Royce bị mắc mưu, chưa đầy một giây, Royce quay xe diệt chết hắn. Hóa ra anh đã thấy tên bác sĩ này có điều gì đó không ổn. Trước đó hắn đã nói dối đó là ảnh của con mình, tuy nhiên đó lại là ảnh hồi bé của thành viên trong nhóm. Royce sau đó đã kéo thi thể đã được gây mê của bác sĩ đi, chúng dùng để dụ mặt sư tử. Mặt sư tử xuất hiện thấy có người vẫn còn sống, không nói một lời bước về phía trước trừ khử ngay lập tức. Tuy nhiên hắn không ngờ trong người tên bác sĩ có gài vài quả lựu đạn, vụ nổ dữ dội không đủ để hắn nằm xe rồng, nhưng cũng khiến hắn bị thương nặng. Royce vẫn có kế hoạch dự phòng, anh giải thuốc nổ khắp nơi, tạo một bức tường lửa để phá vỡ tầm nhìn của mặt sư tử. Sau đó dùng đá để tấn công liên tục, thế quái nào vóc dáng của mặt sư tử quá rắn chắc, hắn chuyển đổi đường nhìn của nguồn nhiệt thành đường nhìn của nguồn âm thanh. Trái tim đang đập của Royce sớm được tìm thấy, Royce bị một khẩu đại bác thổi bay, tình thế chiến tranh lập tức đảo ngược. Ngay khi Royce sắp chết, Isabel gắng dồn sức bình sinh, nhặt lấy khẩu bắn tỉa cuối cùng cũng cứu được Royce. Cũng vì thế mà cô cũng bị con dao của mặt sư tử đâm xuyên qua vai, điều này cũng tạo cơ hội cho Royce, anh nhặt vũ khí của Predator. Đánh lén thành công chiếm thế thượng phong, điên cuồng tung đòn phản công, cuối cùng mặt sư tử cũng bị tiêu diệt. Trò chơi sinh tử 8 người xuống 2. Sáng sớm hôm sau lại có thêm nhiều người lần lượt từ trên trời rơi xuống, có lẽ mùa mới đã bắt đầu, cuộc đi săn vốn chẳng bao giờ kết thúc. Phần 4. Một con tàu vũ trụ cố gắng tẩu thoát khỏi kẻ bám đuôi. Nó tẩu thoát bằng cách bắn ra hào quang ra không gian để hé cái hố, cái một dịch chuyển thành công trốn thoát. Dù đã thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng tàu vũ trụ đã bị hư hỏng nặng và không thể tiếp tục bay, nó rơi tự do xuống một khu rừng trên trái đất. Một tay bắn tỉa tên quên thực thi nhiệm vụ, ngang qua tình cờ phát hiện một vũng máu hình quang màu xanh lá và một chiếc mặt nạ dị biệt. Ngoài ra còn có một tấm bảo vệ cánh tay bằng kim loại. Đột nhiên sinh vật ngoài hành tinh tấn công, khiến đồng đội thăng thiên. Cái thứ trong suốt dần đến gần, tấm bảo vệ cánh tay vừa được gắn vào bàn tay thực sự có tác dụng bảo vệ chủ nhân, nó làm các sinh vật trong suốt bị thương nặng. Đang chuẩn bị rời khỏi đây, chợt một quả bóng kim loại nhỏ bật ra khỏi tấm bảo vệ cánh tay. Chưa kịp nhận ra tác dụng của nó, điều quan trọng là 365 kế chạy là thượng sách. Ngày hôm sau, Quinn đã làm chủ được chức năng của quả bóng, nó thực sự làm cho anh trở nên vô hình. Có lẽ tấm bảo vệ cánh tay và chiếc mặt nạ đó cũng phải là những vật thể đặc biệt, anh vội vàng nhờ người đưa thư gửi về nhà. Anh chàng đưa thư xém tè ra quần trước cảnh tượng, sợ đắc tội với người tàng hình nên làm theo. Bằng thế lực nào đó, quả bóng kim loại đang nằm trong bụng Quinn. Bởi anh biết chẳng bao lâu quân đội sẽ tìm thấy anh, thậm chí để ngăn chặn việc dò dỉ thông tin về sinh vật ngoài hành tinh, họ có thể diệt người diệt khẩu. Quả nhiên quân đội không tìm thấy bằng chứng, vì vậy anh được tha và bị quản thúc tại gia. Những người bị giam cùng nhau đều là lính đặc chủng biết về những bí mật quốc gia. Cùng lúc này con trai Rory nhận được chuyển phát nhanh, cậu bé tưởng đó là quà Halloween sớm nên đã khui Lucky. Thiết bị trên bộ phận bảo vệ cánh tay vô tình bật ra, sau đó khởi động thiết bị. Điều này cũng khiến một tàu vũ trụ khác, ở cách xa hàng trăm triệu thiên hà định vị được thiết bị phát ra tín hiệu, thế là tàu vũ trụ nhanh chóng di chuyển. Rory không hề biết gì về chuyện này, cậu vẫn tưởng đây là máy chơi game ba chiều. Cậu bé là một thiên tài mắc chứng tự kỷ, sản phẩm kỳ lạ công nghệ cao này, đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Cùng lúc này, sinh vật vô hình bị Quinn đánh trọng thương đã được quân đội đưa về căn cứ, đó là một chiến binh Predator. Casey là một nhà khoa học bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu sinh vật ngoài trái đất. Khi gặp Predator, cô bị thu hút sâu sắc bởi vẻ ngoài cường tráng của hắn. Vì muốn nghiên cứu Predator, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều xét nghiệm di truyền trên hắn. Điều đáng kinh ngạc là bên trong cơ thể Predator có chứa gen người, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Bên kia phi thuyền đuổi theo Predator đã hạ cánh xuống trái đất, nhận ra nguy cơ đang đến, Predator đột nhiên tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Hắn cắn vào tay nhà khoa học, tình hình trở nên mất kiểm soát, với tư cách là lãnh đạo, anh chàng da đen lập tức quay người bỏ chạy. Predator cực kỳ khỏe đã vùng ra ngay lập tức, hiện trường trở nên mất kiểm soát, loài người hoàn toàn không phải là kẻ thù của hắn. Chỉ trong vài hơi, tất cả mọi người ở đây đã bị hạ toàn bộ. Tiếp theo hắn chuẩn bị lắp lại thiết bị của mình, nhưng phát hiện thiếu mất mặt nạ và miếng bảo vệ tay, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Lúc này nhà sinh vật học Casey đã lén nhô đầu lên ngắm cờ rút, ai mà ngờ Predator nhạy bén phát hiện ra. Casey bối rối khi thấy Predator đến gần, cô đứng hình trong phấn khích chứ không phải sợ đâu nha. Đến khi Predator nhận ra trước mặt mình là một người phụ nữ mỏng manh và yếu đuối. Tuân thủ nguyên tắc chiến binh không diệt người già yếu bệnh tật, hắn quay người và rời khỏi phòng thí nghiệm. Predator chộp lấy vũ khí từ nhân viên bảo vệ ngoài cửa, vũ khí của con người nằm trong bàn tay Predator cũng trở nên tiện dụng. Các nhân viên bảo vệ đến hỗ trợ lần lượt bị hạ. Lúc này hắn phát hiện trong căn cứ này, thực ra còn có những chiếc mặt nạ Predator và khẩu pháo đeo vai khác. Có lẽ những trang bị Predator sử dụng trong trận chiến với Schwarzenegger, hóa ra mặt nạ giữa Predator có thể giao tiếp với nhau. Hắn lấy lại mặt nạ đội lên đầu,
trốn thoát khỏi căn cứ để tìm trang bị của mình. Có những thứ rất quan trọng trên thiết bị. Hình dáng lởm chởm ấy đã được Quinn nhìn thấy trên xe. Chắc nịch đây là sinh vật ngoài hành tinh mình gặp qua. Vậy là anh bắt đầu thuyết phục những chiến binh trên xe cùng nhau bắt Predator. Để được tự do, một số người dùng thủ đoạn để thu hút lính canh, dễ dàng thâu tóm được chiếc xe chở tù. Lúc này, Predator vẫn đang chạy điên cuồng trên đường cao tốc. Casey giơ súng gây mê và đuổi theo. Predator nhảy khỏi đường cao tốc bằng những bước dài. Casey nhảy theo mà nó lạ lắm, cô trùng hợp lọt vào xe do Quinn và những người khác điều khiển. Quinn rút súng ngắm bắn Predator, khiến Predator sốt ruột dùng phi tiêu để chống trả, chúng cái lốc buộc họ phải dừng lại. Nhờ điều này khiến tinh thần đoàn kết gia tăng, đội Quinn chính thức hợp lực cùng Casey để chiến đấu chống lại kẻ thù. Từ Casey biết được, Predator dường như đang tìm kiếm chiếc mặt nạ và miếng bảo vệ cổ tay bị mất của mình. Điều này khiến Quinn cảm thấy lo lắng, hai thứ này đều đã được anh gửi về nhà. Cùng lúc này, những kẻ truy sát Predator đã đổ bộ, lấy một vật của Predator, cho chó ngửi rồi phái chúng ra ngoài tìm dấu vết Predator. Rory lấy ra chiếc mặt nạ bí ẩn to hơn đầu mình ra đeo lên, mặt nạ được kích hoạt tự động. Rory vẫn nghĩ là chiếc mặt nạ ba chiều công nghệ cao bố tặng, nên đã đeo nó đi khắp nơi để xin kẹo. Hai đứa chẩu che ghen tị khi thằng bé có đồ tốt hơn, nó buông lời lăng mạ các thứ. Người trong nhà còn ném một cây kẹo khổng lồ vào đầu Rory. Chiếc mặt nạ nghĩ mà tức, nó đã tự mình bảo vệ chủ nhân, bật tia laser và làm nổ tung cả ngôi nhà. Chúa ơi, đây là loại thần khí gì vậy? Rory vô cùng tự hào, còn hai đứa kia sợ chết khiếp. Cơ mà Rory không biết chính mình đã tự chuốc lấy rắc rối. Trên đường về nhà, hai con chó ngoài hành tinh vây quanh cậu. Con chó có bím tóc này, con quái thú trông giống con lai giữa Predator và chó, khiến cậu bé vô cùng sợ hãi. Một chiếc ô tô bất ngờ lao tới đánh bật con chó Predator đi. Rory nhìn lên, bố đi mua sữa về rồi. Hóa ra vụ nổ trước đó đã thu hút sự chú ý của Quinn, anh vội vàng bảo vệ đứa trẻ phía sau, cùng nhóm người phản đòn chống lại hai con chó. Da của hai con chó này thừa hưởng độ kiên cố từ Predator, cứng cáp như vậy chắc phải hầm chục tiếng mới nhừ. Con dữ tợn nhất trong số chúng lao về phía Quinn. Thời khắc nguy cấp, Quinn bắn một phát đại bác vào miệng con chó, khiến nó với bộ da cứng rắn nổ tung. Bên kia một đồng đội chó bị cắn lén, một cú bắn đến từ cự ly gần, nhưng con chó không chết, mà sau cú bắn lại giống như bị thiểu năng trí tuệ, nó biến thành một tên ngốc lúc lắc cái đầu. Mọi người vừa chuẩn bị rời đi thì Predator lao từ trên trời xuống, nó tóm được người đàn ông mặc đồ đỏ và chĩa tia hồng ngoại vào Rory. Hắn bắt đầu ra hiệu cho mọi người đầu hàng. Quinn không có lựa chọn nào khác đành phải làm theo. Đúng lúc này một đồng đội bỗng đổ bệnh khiến Predator chú ý. Hắn đâu biết mình bị gài, Quinn nhanh chóng giơ súng máy lên phản công. Sau đó họ cùng nhau vào một tòa nhà gần đó để trú ẩn. Predator truy đuổi sát nút, một phát súng đã phá hủy cửa tòa nhà. Predator có rất nhiều kinh nghiệm săn mồi, nên Quinn sớm bị hắn phát hiện và khống chế, muốn lấy lại đồ từ anh. Đúng vào lúc này, một bàn tay to lớn từ ngoài cửa sổ kéo Predator ra ngoài. Một tên Predator cao lớn vạm vỡ khác xuất hiện. Xét về ngoại hình thì hắn cũng là người của tộc Predator, nhưng thân thể cường tráng sừng sững như núi. Rõ ràng hắn thuộc chủng Predator tối thượng với gen trội. Vì đã học ngôn ngữ Predator trong nhiều năm, từ cuộc trò chuyện của họ biết được, Predator tối thượng đang hỏi Predator vị trí tàu mẹ bị rơi. Có điều gì bất thường ở đó phải không? Predator vì muốn lấy lại những thứ đã mất nên mới truy lùng tới đây, hắn đã đánh mất bộ điều khiển trên miếng bảo vệ tay. Hệ thống định vị cho tàu vũ trụ ở đó, mặc dù Predator đã cố gắng hết sức để chống cự, nhưng trước sức mạnh to lớn mọi thứ đều vô ích. Hắn bị trà đạp không khác gì rác rưởi, Quinn và những người đang hóng hớt đều chết lặng. Nhìn Predator với cái miệng cứng như sắt, Predator tối thượng giật mặt nạ của hắn ra, đấm vào cái miệng nhỏ bé của hắn. Đây rốt cuộc là loại Predator gì? Thì ra, những Predator không ngừng chiến đấu, sẽ trích xuất gen ưu việt của đối thủ, sau đó tiêm chúng vào cơ thể Predator có cùng chủng tộc, và tiếp tục thử nghiệm kỹ thuật di truyền. Bằng cách này có thể đạt được sự nâng cấp và tiến hóa chủng tộc của riêng mình. Tên Predator cường tráng này chính là một sản phẩm hoàn chỉnh kết hợp nhiều mã gen tuyệt vời. Điều này cũng giải thích tại sao tên Predator bị bắt trước đó lại có gen của con người. Có được thiết bị định vị tàu vũ trụ, Predator tối thượng nhanh chóng xác định được vị trí của phi thuyền bị rơi. Khi thấy cảnh sát đến, hắn không có ý định chiến đấu nữa. Sau khi nhổ nước miếng, hắn dịch chuyển tới mục tiêu của mình. Cùng lúc này Quinn và những người khác cũng rút lui để thảo luận bước tiếp theo. Lúc này con chó Predator bị đánh thành kẻ ngốc, đã chủ động tìm đến. Bây giờ nó ngoan ngoãn hơn và không còn vẻ hung dữ như trước nữa. Là một nhà sinh vật học, Casey quyết định bắt nó về để nghiên cứu. Không ngờ, quân đội cũng cử người tìm đến tận đây, rất nhanh đã khống chế mọi người. Gã da đen này vô tình phát hiện ra cậu bé trước mặt đang vẽ một bản đồ. Điều này có thể liên quan đến nơi Predator đang tìm kiếm. Đúng vậy, Rory là một thiên tài mắc chứng tự kỷ. Cậu sớm đã nắm rõ hoàn toàn các trang bị của Predator, cũng ghi nhớ tất cả thông tin trong đó. Gã da đen coi cậu như báu vật, lập tức đưa Rory lên trực thăng.
Không ngờ hắn vừa bước đi, con chó ngốc nghếch được giữ lại đột nhiên tấn công. Điều này cũng giúp Casey có cơ hội trốn thoát suôn sẻ. Những người còn lại đều xuất thân từ lính đặc chủng, việc phản công là chuyện không hề khó khăn. Cướp trực thăng của đối thủ, đi theo con chó đuổi theo gã da đen. Lúc này gã da đen với sự giúp đỡ của Rory đã tìm ra thành công tàu vũ trụ bị rơi. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Rory đã điều khiển con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh này một cách thuần thục. Nhìn thấy mọi thứ trong tàu vũ trụ khiến hắn rất phấn khích. Vào thời điểm này, một người trong suốt bất ngờ tấn công. Tuy nhiên không phải Predator, người đang đuổi theo là Queen. Anh muốn dùng gã da đen làm con tin để giải cứu Rory. Ngay khi hai bên rơi vào bế tắc, Predator vô hình từ trên trời đáp xuống. Người lính nhắm vào Predator tối thượng, tuy nhiên tấn công và phòng thủ của Predator tối thượng đã phát triển đến mức cực đại, vũ khí của con người không thể làm tổn thương hắn. Rory thấy hắn không có hứng thú với tên lính hỗn tạp này, nên bước thẳng vào tàu vũ trụ, liên quan tới sự sống còn của chủng tộc, Queen và da đen quyết định hợp lực để chiến đấu chống lại kẻ thù. Sau khi Predator tối thượng lên tàu vũ trụ, hắn đã gài một vài quả bom vào. Sau khi phát nổ, tàu vũ trụ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn người khác lấy được nội dung của tàu vũ trụ và không mang nó về. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp theo là thời gian giải trí riêng tư. Hắn muốn chơi trò đi săn cùng một nhóm người vừa rồi. Hắn vào khu rừng gần đó. Queen và những người khác đã bố trí nhiều cục phục kích ở đây. Mặc dù như vậy, chỉ cần vũ khí không thể phá vỡ lớp giáp của hắn, thì họ vẫn chưa có cơ hội chiến thắng trong trận chiến này. Cassie sắp gặp nguy hiểm, cô lợi dụng mặt nạ Predator để làm lá chắn. Thật bất ngờ, hệ thống phòng thủ tự động của kẻ thù trên mặt nạ đã được kích hoạt. Pháo plasma khai hỏa trực tiếp đánh bay Predator tối thượng, nơi Predator tối thượng đáp xuống chính xác là cái bẫy họ đã răng ra trước đó. Khi nồng độ khói cao bao quanh Predator, một thành viên trong nhóm đã kích nổ bằng súng lục. Ngọn lửa không ngừng cháy trên người Predator. Nhưng vô ích, sau một trận chiến ác liệt cả đội đã bị thương vong nặng nề. Predator đột nhiên mất hứng thú với những người lính linh tinh này. Sinh vật kia bắt được Rory, bởi gen thiên tài của Rory có giá trị nghiên cứu rất cao. Hắn bắt Rory lôi lên tàu vũ trụ của mình và khởi động phi thuyền chuẩn bị rời khỏi trái đất. Nhưng Quinn còn ở đây sẽ không để hắn lộng hành dễ dàng. Anh cùng đồng bọn nhảy lên tàu vũ trụ, dự tính phá hủy con tàu vũ trụ bằng súng, cơ mà nó đã cất cánh, muốn đứng vững trên con tàu chẳng khác leo lên trời. Tệ hơn nữa, phi thuyền đã kích hoạt lá chắn phòng thủ. Quinn nhanh trí nằm xuống trốn vào trong tấm khiên, anh không để ý đồng đội, một số không chạy kịp thì bị tấm chắn cắn cắt đôi người. Những người còn sống thì mắc kẹt bên ngoài. Con tàu vũ trụ sắp rời đi, dù sao thì cũng chết, thành viên trong nhóm kiên quyết nhảy vào động cơ tàu vũ trụ khiến nó rơi xuống núi. Điều này cũng hoàn toàn châm ngòi cơn giận Predator tối thượng. Chưa kịp định hình hắn đã bị ăn đạn, Predator điên tiết rượt theo Quinn, nhất định chăm sóc tốt cho anh. Không ngờ ở đây phục sẵn 7749 cái bẫy, tối thượng liên cuồng. Quyết định chăm sóc tốt Queen, nhưng không bao giờ nghĩ ở đây có phục kích. Casey nhảy lên người Predator tối thượng, nhắm khẩu lục vào đầu hắn nổ súng. Bất bại tới mấy vào tay nhân vật chính sẽ thành bất lực, Queen nhào tới đẩy hắn lăn xuống vách núi, dừng tại rìa tàu vũ trụ. Rory nhận dạng nhanh chóng kích hoạt thiết bị che chắn bảo vệ phi thuyền, phát một chặt đứt cánh tay Predator tối thượng. Hắn muốn đẩy nhanh tốc độ chiến thắng bằng súng cầm tay, không lường trước con chó Predator lại phản chủ. Queen nhân cơ hội lụm lại cánh tay của Predator, tiện cầm vũ khí cánh tay đó chưa buông để tung đòn chí mạng. Predator đã bị nổ tung thành từng mảnh. Queen bước tới bồi thêm nhiều phát súng, nguy cơ cuối cùng đã kết thúc. Ngay sau đó viện nghiên cứu người ngoài hành tinh đã tìm thấy Queen. Họ nói cái thằng vừa rồi anh hạ, nó theo lập trình riêng, phản chủng tộc nên bị truy sát. Họ đưa anh một thứ, bộ trang bị này được sử dụng khi tàu mẹ bị nổ tung. Hiện tại nó được mã hóa nhờ Rory, cái này gọi là áo chống Predator, một siêu áo giáp được phát triển đặc biệt cho Predator. Công nghệ nano có thể tự động phù hợp với hình dáng cơ thể của người, những vũ khí trên không thể phá hủy, so với áo giáp của Predator thì nó mạnh ngang ngửa. Với trang bị này, khoa học công nghệ nhân loại sẽ phát triển đến tầm cao mới. Mở đầu phần 5 là hai con thú đang tranh giành ngôi vị chúa tể sơn lâm, bạn sói bị bạn gấu quật không ngẩng đầu nên nổi. Cảm thấy như bị sỉ nhục, bản năng của sói trỗi dậy, nó quyết đấu một trận sinh tử. Đến cuối kết quả đã rõ, sói tuy khỏe và mạnh nhưng vẫn phải chết dưới móng vuốt gấu ta. Gấu chưa kịp vui mừng thì ngửi thấy mùi nguy hiểm, kinh nghiệm săn bắt lâu khiến nó nhận thức được có thứ đáng sợ. Từ đâu một thứ vô hình tấn công nó, cảnh này đã được nữ chính gần xa chứng kiến. Gấu nâu quật sinh vật vô hình như con, thấy không động tĩnh nó ngẩng đầu gầm tiếng dài thể hiện uy lực. Thời khắc quay lại, nó bị con sinh vật tàng hình kia bẻ rột cái một, rơi uỳnh xuống đất. Điều đáng sợ hơn nữa, gấu nâu nặng nghìn cân bị sinh vật trong suốt này nâng lên dễ như ăn kẹo. Nữ chính tái mặt lao đầu chạy tìm thành viên trong tộc, cô kể mọi chuyện vừa xảy ra, cơ mà không ai tin. Sinh vật trong suốt diệt chết một con gấu nâu chỉ bằng một cú đấm. Vừa dứt lời, ba chấm đỏ nhỏ đột nhiên xuất hiện trên ngực anh ta, sau đó anh ta ngã xuống đất và hẹo tại chỗ.
đồng đội vội vàng giương cung bắn về phía sinh vật, thứ đó cuối cùng cũng lộ diện, không ai khác đó là Predator. Vào thế kỷ 17 còn nhiều bộ lạc ở trạng thái nguyên thủy, họ đều có khả năng săn mồi mạnh mẽ. Vì vậy ngay cả khi đối mặt với sinh vật vô hình này vẫn không cảm thấy bối rối. Một số người hợp tác, thậm chí còn gây ra thiệt hại cho Predator. Tuy nhiên vũ khí tiên tiến của hắn so với thời kỳ thượng cổ phải thuộc đa cấp khác, kèm theo thể chất mạnh mẽ, Predator trở thành bất khả chiến bại. Nhận thấy bất lợi, Naru quanh người bỏ chạy, chiến đấu sẽ là quyết định sai lầm. Lẩn trốn vào đồng cỏ, cô may mắn gặp người của bộ lạc khác, hồi nói chuyện quyết định bí mật phản công. Ngay khi thấy đồng đội phát hiện mục tiêu, anh cầm cung vung tên với vẻ mặt tự mãn, mày chớt. Anh ta không biết chiến binh Predator đã sử dụng bộ quét nhiệt để nhắm mục tiêu. May thay Naru vừa nhìn thấy chấm hồng ngoại đã nhanh tay giải cứu đồng đội. Cả hai đều chạy trốn, nhưng tốc độ chênh lệch quá lớn, đồng đội chạy chậm hơn một bước vẫn chớt. Giờ không phải thời gian tưởng niệm, cô nàng vẫn chạy như điên, đen rằng bị ngã đã thế còn dẫm trúng bẫy gấu. Predator thấy không đuổi theo nữa. Theo nguyên tắc người yếu người già, hắn quay người rời đi. Một lúc sau bốn người đàn ông lực lưỡng vác súng xuất hiện, có vẻ bẫy thú này của họ. Nữ chính thức rất nhận thấy mình và anh mình đang bị trói. Mảnh đất cằn cỗi xung quanh đã cho thấy mình bị chúng mang làm mồi nhử. Kể ra cũng dài, nhóm thợ săn người Pháp săn bắt vô tình thấy dấu vết Predator. Họ muốn bắt sống Predator để kiếm thật nhiều tiền. Những người tưởng mình là thợ săn giờ đã trở thành con mồi, khi nhận ra đã quá muộn. Chẳng bao lâu, hơn nửa số thợ săn phục kích không bị tử vong cũng bị thương nặng. Gió thổi mạnh, Predator dần hiện hình trong gió cát. Một hình người màu đen sẫm hiện ra sừng sững, nó từ tốn bước về phía Naru, đột nhiên bị dính bẫy. Hóa ra vì muốn bắt Predator, người thợ săn này đã gài rất nhiều bẫy xung quanh. Sau khi Predator ngã, hai người quăng chiếc lưới khổng lồ lên. Ngay khi họ tưởng rằng việc bắt giữ đã thành công, chợt hai con dao nhọn xuyên lên, loại lưới dây này sao có thể bẫy được Predator. Sau đó hắn ném ra một tấm lưới hợp kim công nghệ cao, thợ săn mắc lưới bị cắt thành từng mảnh vụn. Thiết bị công nghệ cao khiến Predator đối mặt với con người thế kỷ 17 một cách dễ dàng. Người thợ săn sợ hãi dí súng vào đầu Predator, thấy can đảm vậy thôi chứ đang gồng hết sức rồi đó. Predator kích hoạt bộ điều khiển trên cánh tay, nhập mã rồi bỏ đi. Lúc này hai em nữ chính bị trói lợi dụng bẫy thú gần đó, cởi trói rồi âm thầm bỏ trốn. Những thợ săn còn lại thấy tấm bảo vệ cánh tay do Predator để lại, ba chiếc đĩa bay ra khỏi thiết bị và lơ lửng trong không trung. Ngay sau đó toàn bộ khu vực bị nổ tung theo hình tam giác. Bên kia Predator lấy ra bộ dụng cụ y tế, sau khi xử lý vết thương đơn giản, cách thần kỳ nào đó mà vết thương lành ngay lập tức. Naru gặp được thợ săn người Pháp còn sống sót, không may khi này anh ta bị thương nặng, chỉ có thể dùng khẩu súng trong tay làm con bài thương lượng để tìm cách trị thương. Trong bộ tộc Naru, khi bị thương nặng sẽ dùng loại hoa này, nó giúp giảm nhiệt độ máu trong thời gian ngắn nhằm vận hành máu từ nơi khác tới. Đột nhiên nữ chính nghe thấy có người đến gần, có lẽ Predator đã đuổi tới rồi, ở lại đây chỉ còn đường chết. Người đàn ông bị bỏ rơi cảm nhận được nguy hiểm chỉ có thể nằm xuống giả chết. Predator vô hiệu hóa thiết bị vô hình, bắt đầu quét các sinh vật sống bằng hình ảnh nhiệt. Người đàn ông kia vừa uống loại hoa làm lạnh máu, nên không bị ảnh nhiệt của Predator ghi lại, cảnh tượng này cũng được nữ chính nhìn thấy. Tưởng mình đã thoát, không ngờ Predator vô tình dẫm lên cái chân của anh ta. Quá đau đớn làm anh ta kêu lên, trình quét Predator phát hiện một sinh vật ở gần. Chuẩn bị cho một phát súng chí mạng thì anh trai Naru phía sau bước ra, đánh bật chiếc mũ hồng ngoại Predator. Predator bắn về phía họ, tuy nhiên ba lần hụt liên tiếp, Predator lại nhặt chiếc mặt nạ đội vào, giơ tấm khiên lên để chống lại đòn tấn công của người anh trai. Nữ chính vì muốn bảo vệ anh trai mình, cô đã hét lên để thu hút sự chú ý của Predator. Anh trai nhân lúc không ai để ý, từ trên không trung lướt qua, một ngọn giáo đâm vào ngực Predator, sau đó bổ thêm một mũi tên khác vào sau lưng. Không chịu nổi, hắn liền bật thiết bị vô hình lên, sự thiếu võ đạo của đối phương khiến người anh trai tức tối. Anh biết khoảng cách so với thiết bị hiện đại là rất lớn, mặc dù khả năng chiến đấu của anh ta thực sự rất tuyệt vời, nhưng cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này anh chỉ muốn em gái mình trốn thoát, dùng hết chút sức lực cuối cùng để giành lấy tiềm sống cho Naru. Nữ chính chạy thục mạng, nhem nhóc quá rồi đi gội rửa. Nhìn vết máu trên tay khiến cô muốn trả thù cho anh trai mình. Cô tình cờ phát hiện thợ săn người Pháp còn sống sót ở phía đối diện, chẳng mấy chốc đã nảy ra một kế hoạch. Naru đánh gục người thợ săn và chặt chân anh ta, sau đó nuốt bông hoa làm lạnh máu rồi đốt một đống lửa lên. Naru chờ đợi trong im lặng. Như mong đợi, Predator bị nguồn nhiệt gây chú ý, nữ chính đã nuốt bông hoa máu lạnh nên không bị Predator phát hiện. Trong khi hắn đang mải mê thu hoạch đầu, nữ chính đã bắn rơi mặt nạ của Predator. Sau đó nhặt chiếc mặt nạ và chạy thật nhanh, đặt nó tại vị trí đã được khảo sát trước đó. Khi Predator kịp phản ứng, nữ chính nhảy từ trên cây xuống, cầm con dao trên tay đâm điên cuồng, chưa đã tay đã bị ném đi ngay lập tức. Naru cố tình dụ Predator đuổi theo mình, dùng những chiếc gai buộc vào cây trước để khiến Predator bị thương. Nhân cơ hội này, nữ chính quay lại nhặt cây giáo của Predator lên.
Predator vô cùng tức giận sau khi bị trêu chọc, hung hãn đâm con dao ở cổ tay đã cắm vào thân cây. Nữ chính lập tức vung dao đâm Predator, hắn triển khai lá chắn để chống lại. Nữ chính nhân cơ hội phản công, tuy nhiên chỉ với một tay, Predator vẫn có thể đè bẹp nữ chính cách dễ dàng. Vào thời khắc sinh tử, gót chân sau của nữ chính tận dụng những vết nứt trên đá để tránh đòn chí mạng. Ấy vậy sức mạnh của Predator quá mạnh, không tảng đá nào có thể ngăn cản chiếc khiên sắc bén trong tay hắn. Đạo diễn khi này ngẫm đi nghĩ lại, nó là hào quang nhân vật chính, lẽ nào cho nó chết sớm thế ư? Naru được bắp sức mạnh, chị Bay phải nói giấu nghề hơi lâu. Cô dùng tay nhổ chiếc răng cửa Predator, thì mới có thể trốn thoát. Suy luận bước tiếp theo, cô để mắt đến con chó đang ngậm chiếc rìu của mình trong miệng. Người và chó kết hợp tung một đòn vào Predator, rồi nhanh chóng nhảy lên người hắn, dùng sợi dây trên chiếc rìu quấn quanh cổ, dùng hết sức lực kéo hắn vào đầm lầy. Tuy nhiên trận chiến vẫn chưa kết thúc, Predator đứng lên từ đầm lầy. Dù không thể di chuyển nhưng hắn vẫn còn một chiếc nỏ tầm xa. Kích động và tức giận lấn áp tâm trí, hắn hoàn toàn quên mất chiếc mặt nạ đã không còn trên mặt nữa. Khi bộ điều khiển mũi tên được kích hoạt, mục tiêu hồng ngoại cũng được kích hoạt. Naru nhắm vào đầu hắn, đây là cái bẫy cuối cùng của nữ chính. Khi mũi tên bắn ra, rẽ vào khúc cua qua đầu Predator. Đối mặt với các bộ lạc nguyên thủy hơn 300 năm trước, với thiết bị tinh vi như vậy, nguyên nhân cuối cùng gây tử vong là do thiếu IQ. Rạng sáng hôm sau, nữ chính mang đầu Predator trở về bộ tộc, cô không chỉ hoàn thành việc trả thù của mình, còn trở thành người mạnh nhất trong bộ tộc. Khẩu súng lục cũng trở thành vũ khí dành riêng. Chưa hết, đạo diễn quay xe khét lẹt. Naru gặp lại Predator, cuối cùng cô bị Predator truy sát và con kia sau đó trở thành Predator tối thượng. Trên đây là toàn bộ nội dung từ phần 1 đến phần 5 quái thú vô hình, các bạn thấy thế nào hãy để bình luận. Đừng quên tặng mình một like và sub để theo dõi thêm nhiều video mới. Tạm biệt!